vâng chào quý vị thì ở ngày hôm nay hưng làm một video thì mong muốn là anh em hãy ủng hộ những nút like và đặc biệt là phải đăng ký kênh bởi vì là sẽ có những nhiều những cái chương trình khuyến mãi những cái phụ kiện audio giá cực kỳ mềm mại mà chất lượng lại rất là đảm bảo để cho anh em sử dụng thế nên là anh em hãy like và đăng ký kênh để thường xuyên cập nhật được những video mới nhất của audio hn thì ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho anh em một số mẫu uh, bộ tiền khuếch đại và redem cũng như là những cái mẫu uh, giải mã âm thanh dac để cho anh em có những cái mẫu tham khảo lựa chọn phù hợp với bộ dàn cũng như là công năng mình cần sử dụng Đấy, thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu luôn Đấy, ở đây thì mình đã bày sẵn ra hết các cái mẫu rồi và hôm nay thì mình có đặc biệt là có hai mẫu để cho anh em cái giá cực kỳ tốt Đấy, có hai mẫu nhá có hai mẫu và cuối video mình sẽ báo cho anh em là hai cái mẫu đó giá cả thì cực kỳ mình để trong cái mùa lễ này thì xuống rất là gộ sâu để cho anh em Sử dụng nhá Và ở đây thì mình đã bày sẵn này đấy, Đầu tiên thì uh, chúng ta Tìm hiểu những con DAC Trong phân khúc uh, 32 bit À nhầm 24 bit đấy, thì uh, Ở đây thì tôi đã sắp sẵn cho anh em Đó là con uh, phân khúc uh, thấp nhất hiện tại tôi đang có Thì là con DAC Q5L đấy, Con này thì có giá là 1 triệu 600 nghìn đấy, Của hãng Sucaudio Một cái hãng rất là nổi tiếng trong những cái dòng giải mã Giải đèn Đấy. Cái hãng này thì mình đã bổ máy của nó ra rất là nhiều lần rồi Để cho anh em xem về cái bên trong chip trước mạch sử, xử lý của nó Là hầu như đấy. Phải nói là đảm bảo cho anh em là hoàn toàn những cái hàng của SUKA Phải nói là tôi nhận xét rất là đảm bảo cho anh em Bên trong những cái linh kiện của Nhật và của Mỹ thì cực kỳ đảm bảo Con DAC Q5L Với cái công suất là 24 bit Và tần số 192kHz Rất là đẹp luôn nhưng mà con này thì không có cổng bluetooth anh em nhé không có cổng bluetooth giá là 1 triệu 600.000 anh em nào không dùng bluetooth thì sử dụng cái con 24 bit anh em lên sử dụng con DAC q 5 l Ngoài ra nếu mà anh em cần anh em thực sự cần sử dụng cái dâu bluetooth thì anh em có thể là lựa chọn con Dark x6mk2 của hãng FX audio con này thì nhỉnh hơn một chút có giá là 1 triệu 650.000 nghìn nhỉnh hơn độc một chút thôi có dâu bluetooth và đầy đủ các chế độ khác nhau Đấy, mute là tắt âm lượng này rồi là bluetooth là bt này usb này có cổng usb này có cổng quang opt này có cổng đồng trục coax này cổng 6 ly ra tai phone này Đấy, đầy đủ các cổng lúm volume thì là vô cực nhá còn con này thì lúm volume cũng vô cực nhưng mà nó chỉ có cổng là cổng coax cổng quang cổng usb đấy. và hai cổng earphone đấy. để cho anh em sử dụng hai con này thì là 1 triệu sáu trăm nghìn cho con DAC q 5 l và 1 triệu sáu trăm nghìn cho con x 6 mk 2 cao hơn một chút nhỉnh hơn một chút thì chúng ta có con q 5 pro đấy. con này là con đẻ ra con q 5 l ấy đấy. đấy, con này thì là có đầy đủ cả bluetooth này các tất cả các chức năng rất là hot có cổng 3.5 này earphone này in này volume này Đấy. và con này thì có đầy đủ các cổng đồng trục cosean này cổng uh, opt cổng quang này cổng usb này cổng bluetooth này đầy đủ các cổng con này thì hiện tại đang có giá là 1 triệu chín trăm nghìn một triệu chín trăm nghìn và tất cả những con giải mã mà mình báo ngày hôm nay thì uh, toàn thể là đều tặng dây quang bãi nhật anh em nhé đều tặng dây quang bãi nhật Đấy, quý vị cứ theo dõi và cao hơn một chút này cao hơn một chút thì chúng ta có một sự lựa chọn À, con DAC T1 cũng là trong cái phân khúc 24 bit 192 kHz à, nhưng mà con này là một cái con cực kỳ đặc biệt bởi vì sao? Bởi vì con này nó có cả chức năng rè đèn, có cả chức năng rè đèn. À, đèn. Còn anh em nào muốn tìm hiểu sâu hơn về cái chức năng dè đèn, anh em có thể là xem lại những video của mình, à, mình có làm rất là chi tiết về những cái dòng sản phẩm này rồi. Chẳng qua hôm nay thì báo giá lại toàn thể anh em để anh em tham khảo thôi. À, 192 kHz. À, Uh, 24 bit Đấy. có dè đèn bộ tiền khuếch đại và con này thì uh, chức năng nó rất là hiện đại anh em nhìn ngay từ mẫu mã rất là đẹp này con này là giá là 2 triệu 850 nghìn cho một con có bờ bluetooth đầy đủ anh em nhé tất cả các cổng đều đầy đủ Đấy. đầy đủ các cổng và con này có điều khiển anh em nhé có điều khiển điều khiển thì mình đã giới thiệu anh em rồi và vừa rồi là những mẫu giải mã 24 bit Đấy, những mẫu giải mã trong phân khúc 24 bit thì bây giờ chúng ta đến với mẫu giải mã 32 bit. Đấy 32 bit thì mình đã giới thiệu cho anh em một con E30. Con này thì mình đã làm một video để cho anh em cái giá cực kỳ tốt đó là 3 triệu đồng. Đấy 3 triệu đồng cho con E30. Đấy cái giá này là đã được mình fix xuống rồi để cho anh em trong cái ngày lễ. Đấy, thì có một, lúc đầu là có một màu bạc nữa, có một con màu bạc. Thì có một anh khách anh lấy rồi. Còn lại bây giờ hiện tại chỉ còn duy nhất một con màu đen này, duy nhất một con màu đen. E30 của Topping Được chứng nhận hai red Audio Chứng nhận này, chứng nhận của Nhật này Cực kỳ cao cấp Chất lượng nó xuất đi các nước châu Âu Thì nó mới được chứng nhận ngon như thế anh em nhé Và cái thông số của nó thì cực kỳ ấn tượng Chỉ có 3 triệu đồng Nhưng mà thông số là 32 bit 768kHz Và hỗ trợ DSD là 512 Thông số cực kỳ ấn tượng Màn hình thì màn hình cảm ứng anh em nhé Màn hình cảm ứng Và có điều điều khiển nhá, con này có điều khiển. Đấy. Nhìn mặt rất là đẹp nhá. Đấy. Và con này thì đặc biệt là không có rộng lô Bluetooth, con này không có chức năng Bluetooth anh em nhá. Đấy. không có chức năng Bluetooth. Ngoài ra thì uh, cao cấp hơn một chút thì chúng ta có một sản phẩm của hãng uh, FX Audio. Đấy, một sản phẩm của hãng FX Audio. Con này là con uh, D01. Đấy, một con uh, được nâng cấp từ cái phiên bản X7 của hãng FX. Đấy, con này là cũng một cái phân khúc là 32 bit 768 kHz và hỗ trợ DSD là 512 lùm à, volume đây volume vô cực đầy đủ tất cả các cổng USB cổng đồng trục cổng quang cổng uh, Bluetooth đầy đủ nhá anh em nhá đầy đủ tất cả các cổng và con này thì mình báo giá luôn cho anh em là hiện tại đang có giá là 3 triệu 250.000 đồng 3 triệu 250.000 đồng à, một con giải mã cực kỳ đẹp và cao cấp hơn cao cấp hơn thì chúng ta có một con giải mã của hãng à, Anh em thể thấy là con sucaudio có một cái màn hình kính rất là đẹp núm volume con này cũng đầy đủ các cổng à, chức năng khác nhau đầy đủ các chức năng à, cổng quang cổng đồng trục cổng uh, usb cổng bluetooth đầy đủ luôn à, và volume à, đây có cổng 6 ly chuyển ra 3.5 con này thì hiện tại đang có giá là 3 triệu 950.000 cho một bộ nha anh em nhé 3 triệu 950.000 thì uh, cao cấp hơn uh, cao cấp hơn của hãng FX audio uh, của hãng FX audio thì con này thì mình đã vừa rồi mình đã bật mí cho anh em là hôm nay mình có hai sản phẩm uh, có cái giá cực kỳ tốt để cho anh em chơi trong mùa dịch này thì anh em có thể sắm này nâng cấp này uh. Đó là đầu tiên là con E30 Con này là có giá 3 triệu Đấy, Trước kia là có giá là 3 triệu 250 nghìn Hiện tại mình giảm xuống 3 triệu để cho anh em chơi Duy nhất còn một con màu đen Và con thứ hai là con DAC M1 của hãng FX Audio Con này có giá dưới 4 triệu nhá Trước kia thì mình để giá là hơn 4 triệu Nhưng bây giờ chỉ có giá dưới 4 triệu Anh em nào cần thì liên hệ trực tiếp Mình mình báo giá cụ thể Đấy, Bật mí cho anh em dưới 4 triệu thôi Đấy, Con này chỉ dưới 4 triệu thôi và là một con DAC có cái công suất là 32 bit 768 kz hỗ trợ DSD đi là 12 à, công suất thì vẫn thế nhưng mà chức năng nó nhiều hơn rất nhiều và đặc biệt là phân khúc nó khác nhau số tiền uh, chúng ta phải bỏ ra khác nhau thì tất nhiên chất lượng nó phải khác nhau à, con này là một con trong dòng 32 bit đấy, rất là cao cấp được chứng nhận của Nhật anh em nhé được chứng nhận của Nhật hai res audio chứng nhận của nhật và đầy đủ rất nhiều chức các chức lăng được tích hợp trong này anh em nào cần thì có thể là khám phá lại cái video mình đã uh, hướng dẫn sử dụng cũng như là chi tiết về nó cũng như là mình có cả video tháo ở bên trong nó ra rồi uh, con này thì còn duy nhất một con màu hồng anh em nhé duy nhất một con màu hồng để với giá là dưới 4 triệu để cho anh em sử dụng ừ. phân khúc uh, cực kỳ ngon và bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang uh, những mẫu rẻ đẹp những mẫu uh, bộ tiền khuyết đại chúng ta hay gọi là bare <laughs> đèn ở đây dưới đây hiện tại thì tôi còn hai mẫu duy nhất hai mẫu này là hai mẫu uh, có chức năng dè đèn chính thức Đấy, còn mẫu kia thì là mẫu gọi là tích hợp nhá mẫu tích hợp dè đèn dc tích hợp dè đèn còn đây là mẫu chính hai mẫu này là cái chức năng chính của nó là mẫu dè đèn Đấy, còn uh, con này thì có Cả tích hợp giải mã cơ con này có tích hợp giải mã thì uh, Hôm nay đầu tiên là mình giới thiệu cho anh em con Tube M1 của hãng Sucaudio Con này thì hiện tại đang có giá là 1 triệu 550 nghìn đồng Đấy. Hiện tại là sử dụng bóng zin của hãng Đấy. Nhiều anh em thì anh em hay nâng cấp lên bóng Mỹ Bóng Mỹ thì 200 nghìn một cặp Bóng Mỹ nhìn gần giống với bóng Nga như thế này Đây là sử dụng bóng Nga này Đấy. Thì anh em hay nâng cấp lên thì anh em bảo mình Đấy, 200 nghìn một đôi bóng Mỹ mình sẽ nâng cấp cho anh em Tube M1 Sucaudio 100 à, 1 triệu 550 nghìn Đấy, Cực kỳ ấn tượng Và cao cấp hơn thì chúng ta có con T5C Tube T5C của hãng Sukaudio Con này thì uh, có hai con bóng của Nga này là Chất lượng tương đương bóng Mỹ Nên anh em hoàn toàn không cần nâng cấp Anh em có mua thêm uh, bóng Mỹ để sơ cua thì anh em uh, mua thêm Hai con này thì con uh, M1 có điều khiển nha anh em nhé Có điều khiển nhưng mà điều khiển nhỏ nhỏ thôi Đấy, con này thì đầy đủ chỉnh cả ba đường này bát mít chép còn con t 5 c thì sử dụng uh, chỉnh được hai đường bát chép và volume uh, con này bát mít chép ba đường tiếng và volume uh, con này hơn được cái đường uh, mít nha anh em nhé chỉnh được uh, chất âm đấy thì uh, cũng vì cái này mà rất nhiều anh em có một câu hỏi với mình đó là uh, khi uh, anh em có lọc xì đấy, anh em đang sử dụng lọc xì rồi thì có lên uh, sử dụng những con dè đèn này nữa không à, có nên sử dụng thêm những con dè đèn này nữa không bởi vì là nhiều anh em hiểu lầm là những con dè đèn này có là chức năng chính của nó là chỉnh âm sắc chỉnh bát mít chép nhá nhiều anh em hiểu nhầm à, thực chất của nó những con dè đèn như thế này có cái cấu tạo để giúp anh em hỗ trợ trở kháng giúp các, các cái tiếng dạy những cái tiếng âm sắc của anh em nó hỗ trợ cái tiếng nó ngọt ngào hơn nó mềm mại hơn nhá đấy, đấy là cái nó tác động vào chất âm của anh em âm sắc của anh em còn thực chất cái uh, chỉnh bát mic chép này thì là nó hỗ trợ thêm thôi chứ thực ra thì cái uh, công vụ chính của nó vẫn là hỗ trợ trả kháng Đấy, hỗ trợ cái giải âm của anh em nó ngọt ngào hơn gọn gàng hơn sạch sẽ hơn anh em nhé thì hiện tại uh, mẫu T5C mẫu tube T5C của hãng Sukario đang có là 2 triệu 350 nghìn đồng Đấy, một bộ còn con uh, tube M1 có giá là 1 triệu 550 nghìn đồng Đấy anh em nào còn những thắc mắc gì về những con giải mã âm thanh những con rè đèn đang hiện có ở đây hoặc là anh em cần tư vấn thêm mẫu nào anh em thể liên hệ trực tiếp mình mình sẽ trao đổi chi tiết cho anh em à, dễ dàng hơn à, ngoài ra thì mình có một con mà anh em vừa lấy vừa nhìn thấy này con này là con P50 mươi, à, P50 con này là gọi là bộ nguồn tiền tính của hãng Sucaudio con này có giá là 2 triệu 400 nghìn nhé 2 triệu 400 nghìn của hãng Sucaudio con uh, P50 cục nguồn tuyển tính con này thì uh, chức năng nó tương tự như một con biến áp cách ly vậy. Đấy, bởi vì bên trong nó tích hợp có cả biến áp cách ly này. Đấy, cái uh, mục đích tồn tại của con này chính là để cho anh em có cái dòng điện. Khi anh em sử dụng những con giải mã chất lượng cao, anh em cắm vào con cục nguồn tiền tính này thì anh em sẽ có cái dòng điện cực kỳ tốt. Thế nên là khi ra cái chất âm thì nó sẽ là rất là trung thực và đảm bảo chất lượng cho anh em. Nó là sạch sẽ. Đấy. Con cục nguồn tiền tính này thì hiện tại đang có giá là 2 triệu 400 nghìn P50 Con này có thể là ghép những con như kiểu D50S hoặc là những con cao cấp hơn một chút Đấy Thì rất là đẹp Hình vuông Đấy. Cho cái dòng điện nhá Con này là tác động vào dòng điện của anh em Để cho anh em có cái nguồn điện cho những con DC nó đảm bảo Đây đằng sau nó gồm rất nhiều các cái dây nguồn điện như này Đấy, Con này thì mình đã giới thiệu rồi Tất cả đây mình đều giới thiệu rồi Anh em có thể tham khảo video Ngoài ra anh em không biết có thể liên hệ trực tiếp với mình, mình sẽ gửi video cho anh em tham khảo. À, anh em có thể là liên hệ trực tiếp với số điện thoại hai à, Hưng sẽ trực tiếp tư vấn cho mọi người những cái uh, con giải mã những con rẻ đẹp chất lượng nhất và giá các cản cả cực kỳ hợp lý. À, đặc biệt anh em lên uh, ấn tượng hai con uh, giải mã này nhá, mình đang uh, để giá cực kỳ ưu đãi cho anh em sử dụng. À, một con 3 triệu, một con dưới 4 triệu thôi. À, con Dark mà một dưới 4 triệu hai con đều chức năng cực kỳ đảm bảo. con M1 thì phun chức năng và ngoài ra thì rất nhiều các tính năng được tích hợp trên nó anh em có thể tìm hiểu hai con này. À, hai con là duy nhất. Còn E30 thì có màu đen, còn M1 có màu hồng. Đấy, còn mỗi hai con này duy nhất này. Mình đã giá cực kỳ hấp dẫn để cho anh em ngày lễ có cái giá rất là hợp lý. Đấy, ngoài ra những con kia thì mình đã báo giá cho anh em rồi. Và video ngày hôm nay thì mình xin phép kết thúc tại đây thì anh em hãy ủng hộ những nút like, những nút đăng ký kênh để thường xuyên cập nhật được những video cũng như là những cái chương trình khuyến mãi như thế này. Bởi vì là khi nhiều khi mình đăng những cái chương trình khuyến mãi thì nhiều anh em đã mua rồi. Đấy, nhiều anh em thì chưa đăng ký và anh em quay lại hỏi mình thì lúc đấy đã hết nó rồi. Rất là tiếc cho anh em. Thế nên mọi người phải đăng ký kênh để thường xuyên cập nhật được những video mới nhất mình đăng nhé. Xin cảm ơn mọi người và mong mọi người ủng hộ những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào.